Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, trong phần bình luận hôm nay, Vân Anh xin mời quý vị theo dõi chương trình Thế giới quanh ta với ông Đỗ Như Điện. Hôm nay, ông Đỗ Như Điện sẽ chia sẻ với quý vị qua hai đề tài. Đề tài thứ nhất, tình hình kinh tế tại Hoa Kỳ hiện nay, Hoa Kỳ có bị lạm phát hay không? Đề tài thứ hai, chương trình giáo dục tại Hoa Kỳ hiện nay, các bậc phụ huynh cần theo dõi việc học hành của con em chúng ta như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý khán thính giả, hôm nay tôi Đỗ Như Điện muốn chia sẻ với quý vị một số những cái thông tin mà tôi nghĩ rằng nó có ích lợi cho cá nhân, cho gia đình và cho đặc biệt là cho đất nước Hoa Kỳ cũng như đất nước Việt Nam của chúng ta. Những thông tin tôi chọn lọc ngày hôm nay, tuy nó là những vấn đề lớn nhưng mà nó có ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của chúng ta. Do đó, những bình luận hoàn toàn dựa lên quan điểm chủ quan của cá nhân tôi. Do đó, có quý vị đồng ý, quý vị không đồng ý, không sao. Đây là những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Cái đề tài thứ nhất hôm nay chúng tôi muốn nói đến đó là cái tình trạng kinh tế của Hoa Kỳ. Bởi vì nói đến kinh tế là nó nói đến trực tiếp cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hiện tại thì người dân sống ở Hoa Kỳ này, trong một cái thống kê gần đây nhất cho thấy là có đến 73%, có thống kê khác thì đến 80% cho rằng họ quan tâm tới vấn đề kinh tế bởi vì có tình trạng lạm phát. Nhưng đối với các nhà cầm quyền, đối với chính phủ Hoa Kỳ thì nói rằng không, tình trạng đây chỉ là tạm thời thôi và chính phủ sẽ kiểm soát được cái tình trạng lạm phát từ nay cho tới giữa năm 2022, tức là vào khoảng độ 6 tháng nữa. Hiện nay thì cái giá thị trường nó đã gia tăng và cái độ lạm phát nó khoảng 5.4%. Có nghĩa là sao? Bây giờ quý vị, cách đây 5 tháng quý vị có 100 đô la. Bây giờ nếu 100 đô la ấy vẫn còn nguyên vẹn nhưng nó chỉ có giá trị bằng 54 đô la mà thôi. Và có thể cuối năm nay 3 tháng nữa nó chỉ còn 92 hay 93 đô la mà thôi. Và tới tháng 3 hay tháng 4 sang năm nó chỉ còn 90 đô la. Đó là cái thực tế nhất để chúng ta có thể thấy. Như là một cái thống kê mà hiện tại cho thấy đó, thì cái giá xăng ở Hoa Kỳ nó đã tăng lên trên 50%. Ở California là rất là cao. Chẳng hạn như miền Nam California trung bình cũng là 5 đô la, 4 đô la 495 vân vân. Và miền Bắc California là trên 5 đô la. Từ cái chuyện mà nhiên liệu gia tăng thì tất nhiên kéo theo tất cả những cái hàng hóa khác cũng gia tăng. Cái điểm thứ hai mà làm cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ mà người dân quan tâm đó là hiện tại hàng hóa và cái dịch vụ gọi là cung cấp, cái chuỗi cung ứng hàng hóa đang bị khủng hoảng. Hiện tại ở ngoài khơi của California như là cảng Long Beach hay Los Angeles có hàng trăm ngàn container chưa được bốc dỡ hàng hóa và cái số lượng xe vận tải để chuyên chở hàng hóa hiện tại bây giờ cái nhu cầu người ta cần lên tới khoảng độ 70.000 tài xế nhưng không có người đi tìm việc, không có người apply và vì vậy từ nay tới cuối năm thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cái vấn đề cung ứng và hàng hóa cuối năm, tức là từ giờ tới Tết Giáng sinh và Tết Tây đó, ngày lễ Giáng sinh và Tết Tây thì rất thiếu hàng hóa và hàng hóa sẽ lên giá để bù đắp lại tất cả những cái chi phí mà trong cái dịch bệnh COVID nó xảy ra. Do đó chính quyền cũng có những cái biện pháp để mà đáp ứng cái tình trạng gia tăng giá cả này, như là những cái mong muốn là sẽ
hỗ trợ cho người dân một số tiền trong cái khoản mà cứu trợ mà chúng ta đã nhận được hoặc là sẽ nhận được, nhưng mà cái khoản đấy nó cũng không bù đắp được cái tình trạng chung của kinh tế. Chẳng hạn như cái hứa hẹn là cái những quý vị mà lãnh tiền là SSI, SSA đó sẽ được tăng 5%, nhưng mà tăng 5% thì không thể nào bù lại với cái giá cả gia tăng đến 10-20%. Đó là cái chuyện mà thực tế ở Mỹ như vậy. Do đó chúng ta rất là thận trọng trong vấn đề chi tiêu trong cái giai đoạn này. Nếu những quý vị nào phải lao động để mà lo cơm áo gạo tiền cho gia đình thì chúng ta phải tính toán kỹ, chứ không còn thoải mái như là các năm trước nữa. Thì tôi cũng xin thông báo như vậy để chúng ta biết. Đó là cái đề tài thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ với quý vị. Cái đề tài thứ hai là tôi muốn nêu lên một số cái điều mà liên hệ tới giáo dục con cái của chúng ta. Điểm này đặc biệt tôi muốn chia sẻ với những gia đình mà còn có con đang học ở tiểu học, trung học hay là những năm ở đại học. Tôi muốn nói đến bốn cái đề tài mà mỗi đề tài này đó có thể sẽ phải chia sẻ nhiều thời gian nhiều hơn. Nhưng mà hôm nay qua một cái bản tin tóm tắt đó, thì tôi chỉ tóm tắt rất ngắn gọn về những cái sự kiện mà nó đã xảy ra, nó kéo dài một thời gian rất lâu nhưng mà chúng ta không có tìm thấy hay không để ý tới. Nó qua bốn cái lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất ấy, là cái thuyết chủng tộc. Người ta viết tắt là CRT, tức là CRT đó, nó viết tắt bởi chữ Critical Race Theory. Cái chủ đề thứ hai mà tôi muốn chia sẻ đó là cái chủ trương tái thẩm định về lịch sử Hoa Kỳ, tức là historical tái thẩm định lịch sử Hoa Kỳ. Và cái chủ đề thứ ba tức là cái chính sách chuyển đổi giới tính. Và cái điểm thứ tư đó là giáo dục sinh lý cho trẻ con. Thì thưa quý vị, tại sao tôi nêu ra bốn cái chủ đề này? Vì tôi cũng làm trong ngành, cũng hoạt động trong ngành giáo dục từ ngay từ Việt Nam và ra đây qua Mỹ khi mà tôi không có trở lại nghề nữa, nhưng mà tôi vẫn theo dõi và tiếp xúc với những bạn bè, những người còn đang trong ngành giáo dục mặc dầu đa số đã về hưu. Thì tôi thấy cái chiều hướng nó thay đổi từ từ, cách đây từ 40 mấy năm cho đến bây giờ. Và bây giờ thì nó càng ngày nó càng lộ rõ hơn. Và năm 2020, đặc biệt là năm bầu cử tổng thống vừa rồi, thì những cái sự kiện ấy nó lộ ra một cách rất rõ ràng. Nếu chúng ta để ý tới cái nền giáo dục của các trường công, bởi vì đa số con cái chúng ta học ở trường công đó, thì thấy có những vấn đề hết sức là nghiêm trọng. Cái điểm thứ nhất ấy, là bây giờ người ta đang tranh cãi với nhau dữ dội về cái vấn đề mà tại sao lại học phải có cái dạy về cái lý thuyết chủng tộc. Lý thuyết chủng tộc là cái gì? Chúng ta biết là Hoa Kỳ là một quốc gia tập hợp những sắc dân từ khắp nơi trên thế giới. Và cái đó qua một cái giai đoạn lịch sử rất là lâu dài, thì đến đời Tổng thống Abraham Lincoln, ông đã giải phóng nô lệ sau cái nội chiến của Hoa Kỳ. Và từ đó đến nay hơn 100 năm thì tất cả những luật lệ của Hoa Kỳ đã được xây dựng để mà bảo vệ tất cả các sắc dân có được một cái đời sống gọi là bình đẳng ở xứ Mỹ này. Nhưng mà bây giờ người ta trở lại cái vấn đề chủng tộc, dạy lại chủng tộc, thì đang có sự tranh cãi giữa một bên ủng hộ với chủ trương là nước Mỹ được xây dựng bởi những người da trắng và người da đen là nạn nhân. Vậy thì tất cả những cái tội lỗi xảy ra do những người gây dựng lên nước Mỹ này. Vì vậy mà khi mà nói tới dạy cái vấn đề chủng tộc, thì thay vì giải tỏa
những cái gọi vụ gọi là kỳ thị đó, thì lại đào sâu cái vấn đề kỳ thị. Và như vậy tất cả những người da trắng phải hiểu rằng họ là kẻ gây ra tội ác. Và trước đây thì người ta nói rằng những người da màu, những người da đen là nạn nhân, thì bây giờ thì ngược lại, những người da trắng phải tự nhận mình là gây ra tội ác, do đó trở thành nạn nhân của xã hội mới. Đó là cái khuynh hướng nó đang đi bây giờ. Và nếu tiếp tục dạy cho con em từ ngay từ nhỏ để định hướng cái nhìn như vậy, thì Hoa Kỳ sẽ trở nên một quốc gia chia rẽ hết sức là nghiêm trọng trong tương lai. Đó là cái nhận định của cá nhân tôi. Cái nội dung này chúng ta có thể bàn nhiều giờ, bởi vì nó rất rộng và nó có rất nhiều những lý lẽ trái ngược nhau. Cái điểm thứ hai tôi muốn nói đến là tại sao người ta lại chủ trương tái thẩm định vấn đề lịch sử. Chúng ta biết rằng nước Hoa Kỳ này khởi đầu bằng 13 tiểu bang, và những người đến định cư ở đây từ thế kỷ thứ 16. Và đến khi mà 13 tiểu bang thành lập nước Hoa Kỳ với cái bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 đến nay đã hơn năm, thì bây giờ người ta nói rằng không, lập quốc không phải như vậy, mà nó là từ năm 1619. Do đó cái vấn đề 1776 nó không phải là giá trị chính thức của lịch sử lập quốc, mà hãy trở lại cái năm 1619. Vì vậy có một cái phong trào cực tả rất lớn là xóa bỏ lịch sử dựng nước của Hoa Kỳ. Và cái cụ thể nhất là người ta đập phá những tượng như Jefferson, Washington, Lincoln, vân vân. Người ta muốn phá bỏ những anh hùng, những người cha lập quốc ấy đi, và xây dựng một cái nền tảng lịch sử mới của đất nước Hoa Kỳ. Đây cũng là một cái điểm trong nền giáo dục. Nếu mà cái tư tưởng ấy được đưa vào giáo dục, và bây giờ đã được đưa vào ở một số các cái học khu rồi, thì nó sẽ tạo ra một sự chia rẽ nghiêm trọng tại đất nước Hoa Kỳ, nơi mà chúng ta thấy rằng nó là một cái đất hy vọng, một cái đất cơ hội cho mọi người đến đây định cư. Thành ra tôi cũng nêu ra vấn đề này với cái nhìn mà rất là bi quan của tôi trong cái vấn đề giáo dục, để cho chúng ta cùng chia sẻ. Cái điểm thứ ba mà tôi muốn đề tài là cái vấn đề chuyển giới. Bây giờ thì California cũng như nhiều tiểu bang theo cái khuynh hướng này đó, thì người ta nói rằng khi một em bé sinh ra thì đừng vội gọi nó là con trai hay con gái, cứ để nó tự nhiên như vậy, rồi nó lớn lên nó sẽ xác nhận nó là giới tính nhà nào. Đây là một vấn đề cũng đang được tranh cãi rất lớn ở trong hệ thống giáo dục. Và vì vậy, California là một trong những tiểu bang hàng đầu đã đang thúc đẩy để đưa vào các cái hệ thống giáo dục về giới tính ngay từ còn rất nhỏ. Riêng cá nhân tôi thì tôi không có chấp nhận cái cách ấy, là vì khi một em bé được sinh ra, con trai hay con gái, người ta đã xác nhận ngay, biết nó là con trai hay con gái. Và cuộc sống của nó từ 1, 2, 3 tuổi, 4, 5 tuổi là nó đều xác nhận như vậy. Và trước đây cái nền giáo dục tại Hoa Kỳ đó, thì nó có những cái bài giáo dục để dạy cho các em ở 4, 5 tuổi, 6 tuổi đó, nó biết nó là giới tính như thế nào và cái sự khác biệt nó như thế nào. Vì vậy nếu chúng ta qua Mỹ đây ở những năm trước, tại sao người ta nói rằng trong một gia đình, thí dụ có hai vợ chồng với hai đứa con, một đứa trai, một đứa gái, thì người ta đề nghị cái gia đình ấy
nên có 3 phòng, phòng cho cha mẹ và một phòng cho một em trai, một phòng cho một em gái khi nó từ từ lớn lên. Nhưng mà bây giờ người ta chủ trương xóa bỏ cái đó. Vậy thì khi xóa bỏ cái đó thì tất nhiên là cái chuyện mà quan tâm, cái chuyện mà nhìn nhận như trước đây ấy, nó không còn nữa. Và bắt đầu nhồi vào đầu óc những em bé mà nó chưa nghĩ rằng là cái sự phát triển của cái tuổi dậy thì đó, để nó xác định nó ở cái khuynh hướng nam hay nữ. Và vì vậy người ta muốn giáo dục nó ngay từ lúc nhỏ để nó không nhận dạng nó là nam hay nữ. Đó là một cái mà nó đi ngược, tôi theo cá nhân tôi thì nó đi ngược lại cái tiến trình của con người, tự nhiên, thiên nhiên của tạo hóa sinh ra có âm, có dương, có nam, có nữ. Và ngay cả Quốc hội Hoa Kỳ cũng đã ra một cái ấn định là tất cả những cái bài phát biểu của các dân biểu nghị sĩ sẽ không dùng tới chữ cha, mẹ, anh, con trai, con gái, ông, bà, ông nội, ông ngoại, bố mẹ, mà chỉ dùng tên mà thôi. Thí dụ như không nói rằng ông này, ông kia, bà này, bà kia. Bởi vì nói như vậy tức là phân biệt giới tính. Đó là cái đề tài mà chúng ta cũng nên theo dõi và giáo dục. Hoa Kỳ đang muốn hướng vào cái tình trạng nói như vậy. Và cũng từ đó mới có các cái tranh chấp hiện tại mà chúng ta đang thấy. Nếu theo dõi TV mấy ngày nay chúng ta sẽ thấy, và đặc biệt hôm nay có cái buổi điều trần của ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp đó, liên quan tới cái vấn đề ở một cái hạt ở Virginia, khi mà những người làm giáo dục ở đó họ nói thẳng là phụ huynh không được có quyền can thiệp vào cái chương trình giáo dục của sở giáo dục. Đây là một điều hoàn toàn đi ngược lại cái quan điểm về giáo dục. Bởi vì nếu và gia đình không được quan tâm tới cái vấn đề hệ thống giáo dục, chương trình giáo dục do sở giáo dục đưa ra, thì nó phá vỡ cái nền tảng căn bản, tức là nền tảng gia đình. Bởi vì một đứa con thành công hay không, trước nhất nó được xây dựng từ gia đình, từ bố mẹ và cộng tác với nhà trường. Còn bây giờ nếu thẳng thừng nói rằng là bố mẹ không được can thiệp vào vấn đề dạy dỗ ở học đường, thì nó trở thành một nước không giống gì, không khác gì cộng sản rồi. Tức là tất cả nền giáo dục gọi là monopoly, tức là độc quyền giáo dục do nhà nước, cha mẹ không có quyền can thiệp vào. Đây là một vấn đề rất lớn, và thật sự ra nó đã được áp dụng, nó được dần dần chuyển hướng từ 30 năm nay. Và bây giờ nó đang lộ ra và người ta đang tranh đấu chuyện đó. Tôi biết có một số gia đình họ cho con học trường tư và con họ đang học trường công, bây giờ họ rút về để thuê thầy tới dạy tại nhà chứ họ không cho con tới trường nữa. Đây là cái phản ứng của phụ huynh tại Mỹ. Còn cộng đồng Việt Nam của chúng ta có lẽ ít đi sâu vào vấn đề này, nên chúng ta thấy vấn đề này rất lớn, và tôi nêu ra để cho chúng ta cùng quan tâm với nhau. Thì đó là tóm tắt một số những cái đề tài mà chúng tôi muốn cống hiến với quý vị ngày hôm nay. Tất nhiên là những cái nhìn của chúng tôi, cá nhân tôi, với cái nhận định hoàn toàn chủ quan theo những cái gì mà đánh giá của tôi. Và trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mong là sẽ gặp lại trong những cái chương trình kỳ tới. Trân trọng kính chào.